Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy in MTP3 này và sử dụng cái phần mềm tính tiền TV để kết nối để in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết về cái máy in MTP3 này. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth nha các bạn, không có sử dụng mực. Các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi nha. Thì đây là máy in cầm tay khổ giấy là 80mm hoặc là 80cm đó các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy á thì các bạn sẽ được một cái máy in nè, một cái củ sạc nè, một cái đĩa driver để cài máy tính và một cái cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Khi mà các bạn mua máy về á, các bạn mở cái cục pin sâu ra nè. Rồi các bạn tháo cái miếng dán ở sâu ra nha. Thì miếng dán này bên mình sẽ dán để cách điện khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi chỗ này thì cái cổng sạc nha các bạn, đây cổng tai xi nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn sạc nha, hoặc là kết nối với cái máy tính hoặc là laptop á. Còn gắn giấy vào thì các bạn lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nè, các bạn bật cái chỗ này lên và ngón cái bàn tay kia các bạn chịu lại, các bạn bật lên là sẽ lên nha. Giấy thì các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Cái tờ giấy thì nó hướng vào người của mình và mình để giấy nó lồi ra một chút xíu để nó in ra được nha các bạn. Thì đây là khổ giấy K80. Thì cái khổ giấy này hiện tại là cái khổ giấy in hóa đơn bán hàng nó bự nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn mở cái máy in lên nè. Các bạn bấm nút nguồn nè để các bạn mở lên nè. Rồi cái nút bên này là cái nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm một cái là giấy nó sẽ xả ra. Khi mà các bạn in á, cái chữ nó còn nằm ở dưới á, thì các bạn bấm nút này để các bạn xả ra để cho nó không bị mất chữ nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm tính tiền TV để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì các bạn vào App Store CH Play á, ở trên nếu mà trên iPhone các bạn vào App Store để các bạn cài cái phần mềm tính tiền TV nha. Các bạn tìm từ khóa là tính tiền TV nè. Đây. Rồi các bạn cài vào nha. Sau khi các bạn cài vào thì các bạn được cái giao diện như thế này. Rồi, các bạn mở cái phần mềm lên, các bạn vào trong cài đặt nè. Lưu ý là các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Rồi các bạn bật cái Bluetooth lên trước. Tại vì cái máy này kết nối bằng Bluetooth nha các bạn. Rồi bây giờ thì ở đây á là các bạn có thể thiết lập được là cái bàn nè. Các bạn vào đây các bạn thiết lập bàn nè. Mình ví dụ là cái quán của bạn, bàn số 1, bàn số 2 gì đó. Bàn 1 nè. Các bạn thiết lập phù hợp với cái nhu cầu quán của các bạn, hoặc là bạn nào mình nếu mà làm về thời trang hay gì đó thì các bạn ghi đại là cái gì đó. Sau là lát nữa các bạn ra các bạn in thì các bạn add vô cho nó phù hợp thôi, chứ không cần thiết là phải bán hàng về quán cà phê hay quán ăn mới sử dụng cái app này được không nha các bạn. Rồi mình ví dụ là ba bàn đi. Rồi đã thêm bàn nè, mình ra đây nè, có ba bàn nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình vào cái bảng giá nè, để mình thiết lập cái món và cái giá cho cái quán của mình nha. Mình ví dụ ở đây là mình bán nước đi. Mình ví dụ là trà đào đi. Mình ví dụ là 20k lu nè. Rồi mình ví dụ là cà phê. Nước ngọt 15k luôn. Rồi đại khái vậy ha các bạn. Đây, khi mà các bạn ra thì nó có sẽ menu quán. Sau khi mà ra các bạn sẽ có menu cái quán nè. Đó, nước, cà phê, giá tiền. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái cài đặt nè. Các bạn thiết lập tên quán, địa chỉ, số điện thoại, lời cảm ơn ha. Ở đây á, khổ giấy các bạn sẽ chọn là 80 nè. Ở đây các bạn có thể chỉnh được cái độ đậm nhạt của cái mực in nè. Ha, rồi bây giờ mình sẽ đặt tên quán nè. Rồi mình đặt đại nha các bạn. Rồi địa chỉ mình lấy đại nha. Số điện thoại mình cũng ghi đại nha các bạn. Các bạn ghi thì các bạn ghi phù hợp với cái quán của mình nha.
Ở đây cái lời cảm ơn thì các bạn ghi cái gì cũng được. Cảm ơn quý khách. Nó sẽ hiển thị ở cuối cái tờ giấy in bill của các bạn. Rồi. Ok, thì xuống đây các bạn đã bật Bluetooth rồi. Bây giờ các bạn xuống đây các bạn kết nối nè. Máy in của mình đó là sẽ máy in Bluetooth nè. Ở bên đây là máy in mạng nha các bạn. Cái máy in mạng là cái máy in kết nối qua cái mạng LAN á. Rồi, bây giờ các bạn bấm vào chỗ máy in nè. Rồi các bạn bấm tìm máy in nè. Thì đối với cái điện thoại iPhone đó, các bạn không cần phải vào trong cái cài đặt để các bạn ghép đôi nha. Các bạn chỉ cần vào trong cái app, mở cái app lên và các bạn vào đây, các bạn bấm vào cái tên Wi-Fi, của tên Bluetooth để các bạn kết nối thôi như mình làm nãy giờ. Còn trong cái điện thoại Android thì các bạn cần phải vào ghép đôi. Tí nữa mình sẽ qua cái điện thoại Android, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Rồi, cái tên của cái Bluetooth là MTB3 nè, các bạn bấm vào. Rồi, bây giờ các bạn kéo xuống nè, máy in MTB3 nè, nó đã hiển thị ở đây rồi á, là nó đã kết nối được rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn bấm luôn nè. Rồi, bây giờ các bạn bấm vào tính tiền nè. Đó, khi mà các bạn vào rồi á, nó sẽ hiện lên cái đèn màu xanh này nè, chỗ cái Bluetooth nè. Đó, là nó đã kết nối được thành công rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ mình ví dụ là mình bán cà phê, nếu mà khách vào trong cái bàn số 1 đi. Rồi, mình lấy cái điện thoại này mình order. Rồi, mình sẽ khách order cái gì thì mình thêm vào cái đó. Ví dụ một cái cà phê nè, hai cái trà đào và một cái nước ngọt. Thì nếu mà bạn nhân lên đó thì cái giá tiền lát nó sẽ nhân lên y chang như vậy và tính tổng cho các bạn luôn nha. Ví dụ ba trà đào, hai nước ngọt, một cà phê. Rồi ok, mình ra ngoài nè. Đây, cái menu nè, bàn 1 nè. Đó, một cà phê, hai nước ngọt, ba trà đào nè, các bạn thấy không? Đó. Rồi mình ra ngoài nè, cho các bạn xem. Cái bàn này hiện tại là đang có khách ngồi nè, nó sẽ có cái dấu sao màu đỏ nè. Bàn này màu xanh là không có khách nè. Bàn 3 cũng không có khách nè. Rồi bây giờ mình ví dụ là khách tính tiền đi về ha. Rồi các bạn vào trong cái bàn 1, các bạn bấm ở chỗ này nè, cái kính lúp nè. Đó, nó sẽ ra cái bill cho các bạn nè. Đó, tính tổng tiền cho các bạn nè, cảm ơn quý khách nè. Đó, thì nếu như mà các bạn cái menu các bạn dài thì nó sẽ dài dài ra nha. Tại vì mình test thử cho các bạn xem thôi nha. Rồi bây giờ các bạn bấm in nè. Đó, nó sẽ in ra cho các bạn xem nè. Đó. Đây nha các bạn. Thì cái form này nó to nha các bạn. Chữ nó rất là to rõ luôn, rất là đẹp nha. Đó, rất là chuyên nghiệp. Rồi mình in lại lần nữa cho các bạn xem nè. Thì ở đây nè các bạn, như hồi nãy mình nói á, nếu mà cái chữ cảm ơn này nó nằm ở dưới á, thì các bạn bấm cái nút này để nhả giấy ra các bạn xé. Còn nếu mà nó trồi lên vậy á, thì không cần bấm ha. Rồi đây là cái hóa đơn ha. Đó, rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Nè, nó có hiển thị tên quán nè, địa chỉ nè và số điện thoại của các bạn luôn nè. Đó, các bạn muốn add cái thông tin gì vô thì các bạn thêm nha. Thì rồi, mình ra ngoài cho các bạn xem nè. Đó, bàn nó vẫn còn nè. Đó, bây giờ mình muốn trả về cái bàn trống như cái màu xanh như thế này thì mình làm sao ha. Thì các bạn vào bàn 1 nè. Các bạn vào chỗ này, các bạn bill tính tiền của bạn nãy đây ha. Rồi các bạn sau khi mà các bạn bấm in rồi á, các bạn bấm vào cái dấu đô la này nè, trả về cái bàn trống à. Đó, nó sẽ về cái bàn trống ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái điện thoại Android để mình hướng dẫn. Rồi ok các bạn ha, thì như là ở trên điện thoại Android á, thì các bạn cũng có cái giao diện y chang như thế này. Các bạn vào CH Play để các bạn cài đặt cái phần mềm tính tiền TV nha. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái Bluetooth á, cài đặt á, các bạn ghép đôi trước khi mà các bạn vào trong phần mềm tính tiền TV để các bạn kết nối nha. Rồi các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Nè các bạn bật cái Bluetooth lên nè. Đó, rồi. Các bạn sẽ ghép đôi nha. Ở đây nó sẽ có tên cái Bluetooth nè. Để các bạn ghép đôi nè, MTB3 nè. Các bạn bấm vào đây để các bạn ghép đôi nè. Cái mật khẩu ghép đôi đó là 4 số 0 nha các bạn. Các bạn nhập 4 số 0 vào. Đó, khi mà nó nhảy lên đây á, là đã ghép đôi thành công rồi. Bây giờ các bạn quay lại cái phần mềm tính tiền TV nè. Rồi các bạn cấu hình cài đặt y chang như cái điện thoại iPhone thôi. Cũng là bảng giá nè. Rồi bàn phòng nè. Đó, bàn hoặc phòng nè. Rồi cài đặt nè. Đó, các bạn cũng thiết lập tên quán, địa chỉ, rồi cảm ơn thôi. Rồi các bạn chọn, cũng chọn khổ giấy là K80, chọn độ đậm. Rồi bây giờ các bạn vào đây nè.
máy in nè. Các bạn bấm search nè, nó sẽ ra MTB3 cho các bạn nè, MTB3 nè. Các bạn click vào đây nó sẽ ra MTB3 nè. Rồi các bạn bấm lưu thôi. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài chỗ tính tiền nè, các bạn cũng bấm y chang vậy. Chỗ này là các bạn thấy phòng 2 không? Đó, mình chưa có trả về bàn trống mà nó sẽ như thế này ha. Mình ví dụ là khách vào bàn 2 đi. Rồi mình sẽ order, khách order như thế này. Thì mình bấm đó. Rồi. Mình ra ngoài cho các bạn xem đó, bàn khách đang ngồi nè. Rồi mình vào đây mình tính tiền, bấm kính lúp cũng y chang như bên điện thoại iPhone thôi các bạn. Đây là cái giao diện cho các bạn xem trước nè ha. Rồi bây giờ các bạn bấm in thôi. Đó. Đây các bạn, thì ở trên điện thoại Android thì nó in sẽ nhanh hơn xíu so với điện thoại iPhone nha các bạn. Còn cái form á, các bạn chỉnh to hay nhỏ thì các bạn vào trong cái cài đặt đó các bạn chỉnh. Thì những bạn nào mà không biết chỉnh thì cứ liên hệ bên shop, thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái form chữ nó to hơn nha. Nó chỉnh được form to form nhỏ luôn nha các bạn. Đó. Đó. Như cái này là các bạn, nếu mà chữ nó bị họ lòi xuống dưới á, không có chồi lên trên đó, các bạn bấm cái nút này nó sẽ nhả giấy ra để các bạn xé nè. Đó. Đó, đây là cái hóa đơn nha các bạn. Rồi form rất là to và đẹp nha. Ok, thì những bạn nào mà mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha. Mình sẽ để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.